Ok, bữa nay tôi được có Angie lần nữa và tôi bị kẹt Frankie bữa nay đó, sau tôi sẽ có gì ăn đủ thứ ở ngoài luôn lần nữa. Yep, bữa nay tôi sẽ có gì tôi đi đi Stephanie đủ thứ, đi đủ thứ rồi sau tôi muốn chờ Derek và gọi để cái lễ ra trường của năm nay ở trên YouTube tôi sẽ chia cái đó cho Stephanie luôn. Gọi cái nhắn cho Stephanie thấy cái video của Derek và gọi là có gì à, tôi sẽ quay tôi Stephanie ăn barbecue lần Ok. Bữa nay sắp sửa tháng 6 mùa hè rồi. Yes. Rồi sao tôi ăn thì tôi ăn steak bò luôn lần Thì lần sau tôi sẽ kêu sườn nướng với thịt bò, liên quan sẽ kêu sườn nướng thịt bò luôn á, rồi kêu thêm cùng thùng fried chicken luôn á, yes, ba món ăn với biscuit đủ đó. Đây, tôi sẽ kể cho Liên Vargas thấy này là Alright, bây giờ tắt cái này nha. Bye bye nha. Bây giờ quay đủ thứ ăn barbecue, đủ thứ ăn gà chiên. Alright, bye bye, giờ tắt nha.